Cùng bạn đọc sách xin chào quý vị và các bạn. Những ngày này, dịch bệnh diễn biến phức tạp. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là điểm nóng với số ca bị nhiễm bệnh và tử vong cao nhất cả nước. Bao trái tim thắt nhói khi ngày ngày nghe và xem tin tức. Là một nhân viên thư viện, anh Hoàng Nam công tác tại Thư viện tỉnh Gia Lai đã dành toàn bộ thời gian ngoài giờ làm việc cho các hoạt động thiện nguyện. Trong những ngày cả nước hướng về thành phố Hồ Chí Minh, anh Nam đã cùng các bạn tích cực thu gom rau củ quả cùng các loại thực phẩm để cùng nhau xếp lên những chuyến xe không đồng, xe lăn bánh và lòng anh thao thức. Xin mời quý vị và các bạn lắng nghe tiếng lòng anh qua bài thơ Thương lắm Sài Gòn ơi. Sài Gòn bây giờ buồn lắm phải không? Đang ngã bệnh nên điều hiu thưa vắng. Đại dịch tràn lan bao nhiêu là cay đắng. Thời bình bỗng thành thời chiến chỉ phút giây. Nước mắt nghẹn ngào tử biệt chia ly. Phòng trọ giam mình quặn lòng con khát sữa. Phố xá điều hiu, nhà nhà khép cửa. Cơn đói ngày ngày, hoen mắt đỏ âu lo. Sài Gòn bao người xây dựng những ước mơ, giang tay đón những người con viễn xứ. Xa quê hương, chọn Sài Gòn nơi trú ngụ, mong thoát nghèo hay kiếm kế sinh nhai. Người Sài Gòn phóng khoáng bấy lâu nay, nơi đâu cần đều mở lòng tương trợ. Đất Sài Gòn đi vào trong nỗi nhớ của bao người từng đến với nơi đây. Sài Gòn bệnh rồi, ta dang rộng vòng tay, tình nghĩa đồng bào cùng nhau chia sẻ. Cầu nguyện cho Sài Gòn nhanh khỏe, để những con đường lại tấp nập đông vui. Xót xa, nghẹn ngào thương lắm Sài Gòn ơi. Biết bao người xa quê còn kẹt lại, lo lắng bất an từng ngày khắc khoải. Xin nguyện cầu cho dịch bệnh mau qua. Đất nước mình cùng hát khúc hoang ca, những nụ cười vui nối liền trên đất Việt. Chỉ có yêu thương mặn nồng tha thiết giữ lại trong đời là vĩnh cửu mà thôi. Có nghe chăng cả nước gọi Sài Gòn ơi, cố lên nhé, khắp mọi miền đều hướng tới. Những chuyến xe đi bao trái tim ngóng đợi, gửi đến Sài Gòn bằng cả trái tim yêu. Whoa!